Được, nè, bà chủ, có ngon không? Ngon ơi là ngon. Vậy tôi uống với trung tá một ly trước đã. Nè, trung tá đưa ly cho tôi. Để tôi rót đầy giùm anh. Cảm ơn cô. Bà chủ uống với cậu một ly. Ly này là tôi kính anh. Sau này việc buôn bán của quán tôi còn phải nhờ anh giúp đỡ nhiều hơn nữa. Mời. Mời. Anh cũng vậy, tôi đút cho anh uống. Xỉn rồi. Còn lâu anh mới xỉn đó. Không phải, rượu không làm say người mà người tự say. Đó là bà chủ đẹp quá rồi. Nhưng mà hết rượu rồi. Lên tiếp, có ngay. Rượu này là rượu ngon nhất trong quán này đó. Nè, bà chủ, tuyệt đối ngon, tuyệt đối ngon. Cạn ly. Nè, tôi rót đầy cho trưởng quan. Oda, cậu uống ít quá. Phải uống nhiều mới được. Đúng vậy, hay là hai vị uống một ly trước đi. Bà chủ, ly này tôi kính cô. Trưởng quan, anh khách sáo quá rồi. Để anh đích thân rót rượu cho tôi thì ngại lắm. Trưởng quan, chúng ta uống tiếp ly này. Ly này, bà chủ. Bà chủ, là cậu ấy kính cô. Cô đã kính chúng tôi rất nhiều ly rồi. Tôi nói rồi, ly này tôi kính cô. Cô phải uống. Anh đó, nào là thêm rượu, nào là rót rượu, tôi không dám nhận đâu. Không uống. Hay là rượu này có vấn đề gì rồi? Nghe anh nói kìa, rượu này là rượu ngon tôi chọn kỹ càng, làm gì có vấn đề chứ. Bà chủ, để tôi uống ly này giùm chị. Khốn kiếp. Trưởng quan, trưởng quan, anh đừng chấp nhất người làm gì. Trưởng quan, tôi kính anh ly này. Xin lỗi cô, là tôi đa nghi rồi. Oda, tửu lượng tốt, uống. Tốt, tốt, đều là tửu lượng tốt. Rượu ngon. Nè, bây giờ tôi rót đầy ly cho trưởng quan. Chúng ta phải uống thỏa thích, uống cho đã. Đúng vậy, uống cho đã. Nè, rót đầy ly. Hôm nay tôi kính hai vị. Đây, rót đầy thêm nữa. Rót đầy. Bà chủ, bà chủ, bà chủ, bà chủ, bà chủ, bà chủ. Chị, lấy đồ đi. Nhanh lên, lấy đồ đi. Chị, tôi không đi được nữa. Lấy đồ rồi đi nhanh đi. Đi nhanh đi. Mau lên. Mau. Chị ơi, chị Thúy Tiên. Chị Thúy Tiên. Chị Thúy Tiên. Chị Thúy Tiên. Hồ sơ,
kế hoạch tác chiến Lão Hà Khẩu quân Diễn Chinh qua Bắc. Đại tá, trái đi, bắt hết toàn bộ người ở đây cho tôi, giới nghiêm toàn thành, nhanh lên. Dạ. Tiêu Râu Quai Nón không hề biết tình báo mà Tiểu Thúy Tiên đổi lấy bằng tính mạng mình sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với toàn bộ chiến cục. Lần hành động này cũng may có các anh. Cảm ơn anh. Lão Tiêu, lần hành động này tuy giết được Ư Đô, nhưng mà Thúy Tiên tiểu thư cũng đã hy sinh. Tâm trạng của tôi cũng buồn như anh vậy. Cho nên anh đừng nói chữ cảm ơn này. Minh Đạt. Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm TV. Trong lòng chúng tôi cũng thấy buồn như cậu vậy. Nhưng mà đây là chiến tranh, hy sinh là điều khó tránh. Đội trưởng, đội trưởng, đây là do chị Thúy Tiên đổi về bằng tính mạng. Chị ấy biết không thể uống ly rượu đó, nhưng chị ấy vẫn. Kế hoạch tác chiến Lão Hà Khẩu, quân Diễn Chinh qua Bắc. Lão Cảnh, nơi này không an toàn, chúng ta rút trước đi. Đi. Minh Đạt, đi thôi. Sở trưởng, họ ở trong đó. Đi theo tôi. Đứng yên, đứng yên, đứng yên, đứng yên. Tất cả đứng yên, tất cả đứng yên, đứng yên. Có chuyện gì vậy? Cậu là Trương Khang à? Phải. Tôi ở quân bộ, phụng lệnh cấp trên bắt giữ phần tử bị nghi là đảng Cộng sản. Phần tử bị nghi là Cộng sản à? Ai vậy? Chính là cậu. Tôi? Tôi là phần tử bị nghi là Cộng sản. Có chứng cứ không? Đến quân bộ rồi tự nhiên sẽ có chứng cứ cho cậu xem. Được. Anh lấy được chứng cứ rồi tôi mới đến quân bộ. Dẫn đi. Đứng yên, tất cả đứng yên. Làm gì vậy? Làm gì? Làm gì? Bỏ súng xuống. Bỏ súng xuống. Làm gì vậy? Kêu họ bỏ súng xuống. Làm gì hả? Bỏ súng xuống. Tôi coi ai dám nhúc nhích.
lão bắn bể sọ người đó. Anh muốn làm gì hả? Muốn tạo phản à? Tôi tạo phản, anh không nhìn rõ chỗ này là chỗ nào đi? Dám tới đây gây sự à? Câm miệng thúi của anh lại. Anh làm cho rõ, tôi phụng lệnh cấp trên tới đây bắt phần tử cộng sản, đừng thả hơi thúi nữa. Trung đoàn trưởng là cộng sản sao? Anh nghe ai nói? Có phải là phần tử cộng sản không đến đó rồi tự nhiên có người nói cậu ấy nghe? Hôm nay lão đứng ở đây, lão coi ai dám dẫn cậu ấy đi? Trương Khang, cậu đây là dung túng thuộc hạ tụ tập tạo phản. Lão Ngô, tất cả bỏ súng xuống. Tôi coi ai dám dẫn cậu đi. Tất cả bỏ súng xuống, không bỏ. Tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng nói rất đúng. Nói chúng ta tạo phản, người chịu tội là trung đoàn trưởng. Bỏ xuống đi, bỏ súng xuống, bỏ xuống. Lão đây cây ngay không sợ chết đứng. Tôi không sợ các anh. Tất cả ở yên chỗ này. Cậu muốn làm gì hả? Tôi muốn anh nhớ kỹ. Tôi cho anh hay. Trung đoàn trưởng tôi thiếu một sợi tóc nào, tôi là người đầu tiên không tha cho anh. Cậu nói xong chưa? Có gì cậu nói với cấp trên đó. Hòa thượng, hòa thượng, ở yên chỗ này, đừng gây chuyện. Chạy đi. Tân Tứ Quân. Đúng vậy. Theo tình báo chúng tôi biết, lần này lấy được kế hoạch hành động của quân Nhật là một tổ tình báo ở sau lưng địch của chúng ta và Tân Tứ Quân cùng lấy được. Đảng Cộng sản là chỗ nào cũng nhúng tay vào. Ngoài lần này ra, tổ này và Đảng Cộng sản có tiếp xúc lần nào nữa không? Trước mắt vẫn chưa có tin xác định. Nhưng mà họ ở đây nhiều năm như vậy, luôn hoạt động ở khu du kích của Tân Tứ Quân. Lập tức giải tán. Giải tán à? Nhìn tình hình trước mắt, người Nhật không còn ở được bao lâu nữa. Cho dù vẫn có thể phát động mấy lần tấn công, cũng không thể nào là quy mô lớn. Lời dạy của chủ tịch, kể từ bây giờ, trọng điểm đề phòng của chúng ta là Đảng Cộng sản, chứ không phải là người Nhật, có hiểu không? Dạ, trưởng quan. Nhưng mà điều tôi lo lắng là tổ tình báo này ở khu địch chiếm đóng hoạt động lâu như vậy. Có khi nào với Tân Tứ Quân của Đảng Cộng sản? Ý của anh là không. Dù sao thì họ cũng là người có công. Đừng quá đáng quá. Giải tán là được rồi. Dạ, trưởng quan. Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm TV. Cậu dẫn đội biệt động của cậu đột nhập vào khu địch chiếm, tìm được tổ tình báo đó. Nhớ kỹ, nhất định phải tiêu diệt toàn bộ, không tha một ai. Điện báo viên của họ là người của chúng ta. Tới lúc đó cậu ấy sẽ liên lạc với cậu. Đi đi. Dạ. Đồ chó cắn. Nói giải tán là giải tán vậy? Vẫn chưa đánh đuổi được giặc Nhật. Nhất định là nhắm vào chuyện chúng ta hợp tác với lão cảnh lấy tình báo. Hợp tác với Tân Tứ Quân thì sao? Người ta cũng là đánh giặc mà. Không thưởng thì thôi, còn giải tán nữa. Đúng là tôi khinh. Trường Sinh, cậu nghĩ sao? Tôi đã hứa với cha của tôi, chỉ cần ngày nào bọn Nhật không cút ra khỏi Trung Quốc thì ngày đó tôi không về nhà. Được. Vậy chúng ta về bộ đội cũ. Về bộ đội cũ. Tôi thì sao? Tất nhiên cậu cũng về theo rồi. Năm đó tôi dẫn cậu từ Tứ Xuyên tới đây chính là phải về bộ đội cũ của chúng ta. Đi một vòng lớn. Cũng may kháng chiến chưa đánh xong, bây giờ về trình diện chưa phải trễ.
giữ chân họ. Đội biệt động sắp đến nơi. Cầm chén lên. Tôi Tiêu Xương Tuấn, khi tôi vẫn còn nhỏ thì đã theo Hùng Khắc Võ tướng quân hiến thân vào cách mạng Tân Hợi. Về sau vì chán ghét trận hỗn chiến của đám quân phiệt, từ lính về quê, bắt đầu kháng chiến, tôi lại cầm vũ khí lên cùng các anh em vào sinh ra tử, thập tử nhất sinh. So với những anh em đi trước một bước thì chúng ta chẳng qua chỉ là mạng lớn. Chén rượu đầu tiên này kính anh em đã tử trận. Cạn xong chén này, sau này chúng ta không cần lén lút lấy tình báo nữa, trở về bộ đội cũ, ra tiền tuyến chiến đấu công khai với bọn Nhật. Càng, càng. Tiểu Hứa, đừng làm nữa, ra nhậu chung với anh em đi. Được, được, được. Cậu có sao không? Không sao. Nào, chúng ta cùng uống một ly. Được. Minh Đàn, anh làm gì vậy? Tôi gấp cho Can Hầu. Đội trưởng, các anh mau chạy đi, đội biệt động của quân thống sắp tới đây rồi. Đi. Đội biệt động gì? Mau chạy đi, nếu không sẽ không kịp nữa họ tới đây để tiêu diệt các anh. Họ dựa vào đâu giết chúng tôi chứ? Nói thật với các anh, tôi là người của quân thống, là quả của tình báo lần trước chúng ta và Tân Thứ Quân lấy được. Tôi vừa nhận được điện báo kêu tôi giữ chân các anh. Anh em, cảm ơn cậu. Minh Đạt, Trường Sinh, đi, đi. Trường Sinh, lên. Trường Sinh, Minh Đạt, hai cậu chạy trước, tôi yểm trợ. Có chết thì cùng chết. Đúng vậy đội trưởng, không thể bỏ anh lại. Tôi là đội trưởng, phải nghe lệnh tôi. Chạy đi. Các anh chạy đi, tôi yểm trợ. Mau chạy đi. Cậu chạy đi. Mau. Họ không làm gì tôi đâu. Mau chạy đi. 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 Chạy mau lên. Nhanh lên. Chạy mau. Cậu khốn kiếp, vô dụng, một lũ ăn hại. Dạ. Sở trưởng, tôi cũng không ngờ điện báo viên đó lại liều chết bắn trả, mới để mấy tên Tiêu Xương Tuấn thoát được. Cái gì? Điện báo viên? Phải. Cậu ta đâu? Chết. Chết rồi. Cái gì? Chết rồi. Tôi cho cậu hay, đây là hành động tuyệt mật. Tổ Cơn Bão nhiều lần lập chiến công,
nên rất có tiếng tăm ở chiến khu của chúng ta. Đến lúc đó ai cũng đừng hòng chạy thoát. Dạ, tôi hiểu. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Làm sao hả? Bây giờ họ đang trong khu vực phòng giữ của Nhật, làm sao mà tìm? Vậy thôi bỏ đi, để cho họ thoát đi. Nói với thuộc hạ của cậu, ai cũng không được nói chuyện này ra. Dạ. Biến. Dạ, dạ, dạ. Tôi nói cô biết các gì? Nếu như Trương Khang không về được đây, lão xử bắn toàn bộ đội chỉnh quấn của cô. Cô có tin không? Lữ đoàn trưởng cận Trương Khang sao rồi? Cô đừng ở đây giả nai với tôi. Bản thân cô làm gì cô không biết à? Đội cô dựa vào đâu bắt Trương Khang hả? Suốt ngày chỉ biết điều tra này nọ, có giỏi thì đi đánh giặc đó. Gặp phải giặc Nhật ai nấy cũng bỏ chạy mất dép. Nếu lúc đó không phải Trương Khang cứu cô còn sống được tới bây giờ để bắt cậu ấy không? Ai bắt Trương Khang, cô không cần phải làm bộ nữa. Bây giờ tôi cảnh cáo cô đó, cô làm sao thì làm đi, cút. Sơ yếu lý lịch sĩ quan quân 24 quốc dân cách mạng. Lý Ba, anh bắt Trương Khang rồi à? Cô đừng nóng. Có chuyện gì làm cô tức giận như vậy hả? Chuyện này không có liên quan tới tôi. Đội quân Pháp trực tiếp bắt người, cấp trên đích thân ra lệnh. Anh biết hết mọi chuyện mà nói với tôi không liên quan với anh sao? Anh dựa vào đâu bắt anh ấy? Trương Khang là phần tử cộng sản nằm vùng trong quân Tứ Xuyên. Phần tử cộng sản anh có chứng cứ gì chứ? Không có chứng cứ thì sao cấp trên bắt người? Tôi hỏi anh có chứng cứ gì? Cô muốn tôi nói thật sao? Anh đừng quên, tôi là đội trưởng đội chỉnh quấn. Được, vậy thì tôi nói cô biết. Sau khi kết thúc hành động ở La Điếm, Trương Khang không những có liên lạc với Tân Tứ Quân, hơn nữa còn tặng cho Tân Tứ Quân nguyên một xe đạn dược. Anh nghe ai nói? Tại sao lại không báo cáo thẳng với tôi? Bây giờ tôi không phải đang báo cáo với cô sao? Anh đây là báo cáo dược cấp. Nếu không làm sao cấp trên biết được? Chứng cứ không chỉ có nhiều đây. Bây giờ cấp trên đã rất bất mãn đối với việc cô và Trương Khang tiếp xúc quá thân thiết, đồng thời nảy sinh nghi ngờ cô. Tất nhiên, tôi nhất định không thể trơ mắt nhìn cô lâm vào cảnh khốn đốn. Tôi nói giúp giùm cô rất nhiều. Tôi nói các gì tiếp xúc với Trương Khang là vì có thể điều tra anh ta tốt hơn. Đừng có làm bộ làm tịch. Tôi quá hiểu con người anh. Cô tất nhiên là hiểu tôi rồi. Cô biết tôi thích cô. Các gì? Mỗi lần gặp được em, anh đều rất thích em. Em biết không? Buông ra. Em nghe anh nói đi các gì. Có buông ra không? Đừng. Anh chỉ nhất thời lỗ mãng thôi. Nhưng mà anh thích em thật lòng. Tiểu nhân. Đồ không biết điều. Ba vị đến rồi à? Ông chủ cảnh đang tìm các vị. Mời vào trong. Mời, mời. Ông chủ Tiêu, lão cảnh, tôi đang đợi anh đến nóng ruột quá trời. Anh biết chúng tôi gặp chuyện rồi sao? Anh gặp chuyện gì rồi? Có người muốn tiêu diệt chúng tôi. Tại sao vậy? Vì chúng tôi qua lại với bên anh. Vì chuyện này sao? Bọn Nhật vẫn còn đang trên lãnh thổ của chúng ta thì bắt đầu giết người mình sao? Bọn khốn đó có chuyện gì mà không dám làm chứ? Đừng nhắc nữa. Lão cảnh, hôm nay tìm chúng tôi đến đây có chuyện gì vậy? Chúng tôi vừa nhận được tình báo có hai đại đội của Nhật sắp đi tập kích sân bay do Trung đoàn trưởng Dương đóng giữ. Bọn Nhật xuất phát chưa? Theo lời tình báo viên chúng tôi nói, mục đích tập kích lần này của bọn Nhật chính là đoạt sân bay chuẩn bị chiến tranh. Dựa theo lộ trình và tốc độ hành quân của bọn Nhật,
trễ nhất sáng sớm ngày mốt phát động tấn công. Đáng lý muốn tìm các vị phát điện báo với trung đoàn trưởng Dương để họ phục kích kẻ địch, nhưng mà bây giờ các vị xảy ra chuyện này, chúng tôi đi vội vàng quá, không có đem theo điện đài. Mấy trăm dặm đường, nhất thời cũng không đuổi theo kịp. Đội trưởng Cảnh, chỗ này anh có điện đài không? Cái máy nước ngoài đó tôi cũng chưa thấy qua. Bọn Nhật trong huyện thành có điện đài mà. Dùng điện đài của bọn Nhật à? Đúng vậy, bây giờ ngoài việc lấy của bọn Nhật ra, đâu có chỗ nào có điện đài nữa. Vậy phải tới chỗ của họ rồi. Đúng, chỉ có duy nhất cách này thôi. Đi về trước nữa là đoàn bộ của Hoàng Hiệp Quân. Anh xem tìm được chỗ cao nhất không? Đi theo tôi. Vị trí gần chỗ chúng ta là nơi đóng quân của Hoàng Hiệp Quân. Bên đó là đội hiến binh của Nhật. Có nhìn thấy không? Dây anten điện đài của bọn Nhật. Thấy rồi. Điện đài nhất định ở bên đó. Trong thành có 100+ tên Nhật và một trung đoàn của ngụy quân. Lão Cảnh, chúng ta không có nhiều thời gian. Tối nay nhất định phải lấy được điện đài. Anh thấy sao? Đành cố đánh vậy. Tôi dẫn đội súng ngắn tập kích đội hiến binh Nhật. Chỉ cần kiên trì mấy tiếng thì các anh có thể tìm được điện đài phát báo. Không được. Chỉ dựa vào 10+ người chúng ta, cố đánh thực chất không vào đó được. Nghĩ xem còn cách nào khác không. Đội trưởng, nhìn kia. Nhìn thấy không? Đó là trung đoàn trưởng của ngụy quân họ Tào. Họ Tào à? Hắn là trung đoàn trưởng. Cậu quen cậu ta sao? Lúc trước hắn là phó quan của Kim Thầu Dầu. Bọn Nhật nói cậu ta tố giác Kim Thầu Dầu có công, không những tha mạng cho cậu ta mà còn thăng quan cho cậu ta nữa. Phó quan Tào à? Rồi, tôi có cách này. Qua bàn bạc xem. Báo cáo, bên ngoài có người cần gặp anh. Ai vậy? Không gặp. Hai người làm ăn, nhìn dáng vẻ có tiền. Họ nói là tìm anh có việc. Anh thấy, mời họ vào đây. Dạ. Từ đâu đến vậy? Tư lệnh Tào. Đã quên chúng tôi rồi à? Chúng ta là chỗ quen biết cũ mà. Quen biết cũ à? Tôi chưa từng gặp qua các anh. Tư lệnh Tào, anh đúng là có tính hay quên. Anh hãy nhớ lại xem. Các anh là ai hả? Tư lệnh Tào, mấy năm trước Hoàng quân bị mất một lô thuốc. Chắc anh còn nhớ chứ. Cậu ra ngoài trước đi. Dạ. Các anh nói là lô thuốc gì hả? Nếu không phải anh đánh tráo thuốc thì thuốc này cũng không lọt vào tay chúng tôi. Các anh là quốc quân sao? Đúng là gan tài trời, dám đến tận chỗ tôi. Nếu đã đến đây thì nhất định là có gan rồi. Nếu như chúng tôi nói cho người Nhật biết số thuốc đó, đó là Kim Thầu Dầu làm. Kim Thầu Dầu, anh giấu lô thuốc đó ở trong sân Lý Gia ở Thành Biên. Tới bây giờ gia đình đó vẫn sống sờ sờ dưới quê. Hay là chúng tôi kêu người tới đó gặp anh nhé. Dám uy hiếp tôi sao? Tư lệnh Tào, cậu tưởng chuyện này chỉ có hai chúng tôi biết à? Anh muốn tôi làm gì? Được. Tư lệnh Tào là một người thông minh. Vậy chúng ta nói thẳng với nhau đi.
Chúng tôi muốn cậu giúp việc này. Chỉ cần cậu làm theo lời chúng tôi, có lẽ tôi có thể chỉ cho cậu một con đường sáng hơn. Là chỗ này. Làm gì đó? Trưởng quan, trưởng quan, Ono có ở đây không? Trưởng quan, trưởng quan, vì này là trung đoàn trưởng Ngô đóng ở thành Kim Châu của Hoàng Hiệp Quân. Liên đội trưởng Miyamoto kêu họ liên lạc với chúng ta thương lượng việc phối hợp phòng ngự. Đến từ Kim Châu hả? Dạ. Liên đội trưởng Miyamoto còn kêu chúng tôi phải thỉnh giáo với trưởng quan Ono. Ngồi đi. Dạ. Trưởng quan, chúng tôi đã thương lượng với nhau rồi. Gần đây sau mấy lần hoàng quân càn quét, cũng không thấy tân tướng quân và đội du kích có hoạt động ra hồn trong khoảng thời gian này. Phải, phải. Trưởng quan có gì chỉ bảo. Bên này không cần các cậu phải nhọc tâm. Về báo cáo với lại liên đội trưởng Miyamoto, khi cần chi viện chúng tôi sẽ xuất phát bất cứ mọi lúc. Dạ hiểu. Tôi làm khó cậu rồi, mau chạy đi. Đi. Đi, ra sân sau, đi. Các đồng chí, tiếng súng đã làm kinh động kẻ địch, nhanh lên, nhanh lên. Bài công sự che chắn, dạ, đi theo tôi, nhanh lên, bên này, nhanh, nhanh. Trường Sinh, Minh Đạt, yểm trợ tôi, dạ. Các đồng chí, đại đội Nhật sắp tới đây, mọi người nhất định phải kiên trì một tiếng. Bắn. Tiểu Lưu, đội trưởng, chạy thôi. Đội trưởng, mau rút đi. Nếu như bọn Nhật mà chặn ở cửa, chúng ta không rút được nữa đâu. Rút cái gì mà rút? Chúng ta phải kiên trì một tiếng. Không chạy được rồi. Còn lựu đạn không? Còn một trái. Đợi bọn Nhật tới gần thì chúng ta chết chung với chúng. Lại có thể kéo theo mấy tên chết chung.
Mau tìm trung đoàn trưởng. Tiêu râu quay nón, mau trả lời ngay. Dạ. Trường sinh, Minh Đạt, xong rồi, rút nhanh lên, đi, mau. Lập tức phát báo cho quân bộ, gửi tin này tới đó, dạ. Đại đội trưởng Trinh. Có, truyền lệnh của tôi, tập hợp bộ đội, chuẩn bị xuất phát, dạ. Nhanh lên. Râu quay nón. Các cậu mau chạy đi. Đội trưởng, râu quay nón, mặc kệ tôi. Râu quay nón, chúng tôi thật có lỗi với anh. Báo cáo, tất cả anh em chuẩn bị xong rồi, chuẩn bị xuất phát, dạ. Dương Bảo nghe đây, phim được dịch tổ cơn bão của Tiêu Xương Tuấn đã bị giải tán. Cậu thấy tình báo này có đáng tin không? Báo cáo trưởng quan. Tôi từng hợp tác qua với tổ cơn bão, tôi cảm thấy tin này đáng tin. Vậy cậu định làm gì? Trưởng quan, tôi đã ra lệnh bộ đội sẵn sàng chiến đấu. Chỉ cần bọn Nhật dám đến, tôi nhất định tiêu diệt bọn chúng. Cái gì? Cậu định cố đánh với chúng à? Phải. Bọn Nhật muốn tập kích mà. Tôi sẽ đưa đầu đỡ đòn. Trung đoàn trưởng Dương, về đi. Tôi lập tức báo cáo tình báo này với Tư lệnh Lưu. Lát nữa tôi sẽ trả lời cậu. Trung đoàn trưởng, cấp trên nói sao vậy? Bất luận họ nói sao, tất cả sẵn sàng chiến đấu. Dạ, dạ. Dương Bảo nghe đây. Trung đoàn trưởng Dương, ra lệnh bộ đội cậu lập tức rút khỏi sân bay. Cái gì? Chấp hành mệnh lệnh. Ra lệnh bộ đội rút khỏi sân bay. Sao? Rút khỏi sân bay à? Không đánh sao? Đừng nói nhiều. Chấp hành mệnh lệnh. Dạ, dạ. Động tác của bọn Nhật nhanh thật. Đúng vậy. Báo cáo, quân bộ có điện khẩn. Đọc. Nhanh chóng báo tình hình sân bay. Lập tức trả lời. Bọn Nhật đã chiếm giữ sân bay. Bộ đội ta đang ở phía đông sân bay chờ lệnh. Dạ. Trung đoàn trưởng, quân bộ điện đến. Trung đoàn trưởng, cấp trên nói sao? Máy bay ném bom của quân Mỹ đã bắt đầu cất cánh từ sân bay Lão Hà Khẩu. 10 phút nữa tới chỗ chúng ta. Dùng máy bay quanh tạc sao? Đúng. Vậy chúng ta làm gì? Sau khi không quân ném bom, chúng ta qua đó dọn dẹp chiến trường. Kêu tất cả anh em chuẩn bị. Dạ, hiểu rồi.
họ Cát kia. Sao hả tiểu đoàn trưởng Ngô? Cô đi đâu vậy? Tiểu đoàn trưởng Ngô, có chuyện gì vậy? Chuyện gì hả? Cô giả này hay thật đó. Tại sao cô lại hãm hại trung đoàn trưởng Trương? Tôi thật không biết việc Trương Khang bị bắt. Các anh đã hiểu lầm tôi rồi. Tôi hiểu lầm cái gì? Hèn gì cô suốt ngày sát gần cậu ấy, thì ra là cô muốn hãm hại cậu ấy. Cô là đội trưởng chỉnh quấn, chuyện lớn như vậy mà cô không biết à? Trả trung đoàn trưởng đây, trả đây, trả trung đoàn trưởng đây. Chỉ cô là xấu xa nhất, lóc xương cô ta, lột da của cô ta cho tôi. Lóc xương lột da cô ta, lóc xương lột da cô ta, lóc xương lột da cô ta. Trả trung đoàn trưởng đây, trả đây. Tôi xin nói mấy câu. Chúng ta cùng làm chung với nhau nhiều năm nay, đội trưởng Cát là người thế nào không cần tôi nói, mọi người cũng biết. Tôi tuyệt đối tin tưởng đội trưởng Cát không làm việc này. Tiểu đoàn trưởng Ngô, Dương đại ca, các anh em, Trương Khang là trung đoàn trưởng của các anh, mà càng là ân nhân cứu mạng của các vị tôi. Anh ấy bị bắt, các anh lo lắng, tôi còn lo lắng hơn cả các anh. Tôi biết bây giờ tôi có nói cái gì các anh cũng đều không tin tôi. Nhưng mà bây giờ tôi xin các anh nghe tôi nói một câu. Các vị tôi, cho dù có bị cắt chức hay bỏ mạng đi nữa, tôi cũng phải cứu Trương Khang ra. Được, tôi tạm tin cô lần này. Tránh đường. Không phải. Đi. Báo cáo. Mời vào. Đội trưởng Cát, tôi nghĩ cô cũng nên đến rồi. Tôi không hiểu ý của trưởng quan lắm. Cô tự nhìn đi. Trong bộ đội cô phụ trách lại có phần tử cộng sản, hơn nữa còn làm trung đoàn trưởng nữa. Đội trưởng Cát, tôi muốn nghe cô giải thích. Trưởng quan, tôi đến đây là vì chuyện này. Tôi có thể bảo đảm bằng tính mạng của mình, Trương Khang tuyệt đối không phải là đảng cộng sản. Trưởng quan, nếu Trương Khang là đảng cộng sản, vậy cấp trên anh ấy là ai? Bình thường liên lạc với ai? Chúng ta không có chứng cứ cho những điểm này. Nếu như chỉ vì một lần hợp tác với Tân Thứ Quân mà bỏ tù một sĩ quan thượng tá. Trưởng quan, anh không thấy làm như vậy là quá cẩu thả sao? Cẩu thả quá rồi. Đường đường quân cách mạng quốc dân, đi cứu người còn phải nhờ đảng cộng sản giúp đỡ, còn tiện tay tặng một xe đạn dược nữa. Cô giải thích sao đây? Trưởng quan, cô đừng nói. Ở trong bộ đội của cô xuất hiện đảng cộng sản, cô không những không phát hiện mà còn nhiều lần giải thích giùm. Rốt cuộc cô bị cậu ta ảnh hưởng hay là cá nhân cô có vấn đề? Tôi luôn cảm thấy Trương Khang luôn là một quân nhân một lòng muốn đánh đuổi người Nhật ra khỏi Trung Quốc. Im miệng. Nếu cô còn đứng đây nhiều lời nữa thì bây giờ tôi cắt chức cô. Có làm đội trưởng chỉnh quấn hay không không quan trọng, nhưng mà có việc này tôi cần phải nói với anh. Trương Khang có uy tín rất cao trong lữ đoàn cận. Trước khi tôi tới đây, các quan lính của lữ đoàn cận đã làm ầm lên rồi. Cái gì? Trưởng quan, nếu như vì một việc thông cộng không có chứng cứ mà anh nói làm bộ đội bất ngờ tạo phản, vậy thì ai là người gánh trách nhiệm vụ này chứ? Bây giờ anh cần làm là thả Trương Khang ra, nếu không sẽ gây ra bộ đội binh biến. Thả người à? Không bao giờ. Các gì? Tôi nói cô biết, nếu như tất cả những gì cô nói đều là sự thật thì Trương Khang không những không thể thả mà tội càng nặng thêm. Vậy đi, bây giờ cô đi gặp Trương Khang, sau đó kêu cậu ta thuyết phục đám thuộc hạ này. Nếu như cậu ta chịu, chứng tỏ cậu ta có lòng hối cải. Còn nếu như từ chối, xử quyết tại chỗ. Rõ.
Trương Khang. Cát Di. Trương Khang. Cát Di. Em tới đây làm gì? Em xin lỗi. Em không biết họ lại đối xử với anh như vậy. Không sao, chuyện này không liên quan tới em. Anh thừa nhận chuyện tặng đạn dược cho Đảng Cộng sản chưa? Thừa nhận rồi. Tại sao anh lại thừa nhận? Việc anh làm tại sao phải chối chứ? Huống chi, nếu không có Tân Tứ Quân giúp đỡ, tụi anh không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, anh cũng không thể sống sót trở về. Huống chi xe đạn dược đó cũng không phải là của chúng ta, là của bọn Nhật. Em biết anh không có sai, nhưng mà anh có biết anh sẽ vì chuyện này mà bị gán tội thông cộng không? Rất có thể sẽ bị xử bắn đó. Anh sợ cái gì chứ? Trương Khang, anh từ ngày rời khỏi Tứ Xuyên, anh không có định sống sót trở về. Chỉ là anh là một quân nhân, anh nên chết ngoài chiến trường chứ không phải là chết trong tay đám người bất lực này. Em không để cho anh chết đâu. Em ngốc quá, anh không dễ chết như vậy đâu. Họ không làm được gì anh đâu. Chỉ là nhất thời không thể rời khỏi nhà giam này thôi. Anh không lo lắng những chuyện khác. Anh chỉ lo lắng đám anh em bên ngoài của anh. Lần này em đến chính là muốn nói chuyện này với anh. Anh biết không, sau khi anh bị bắt, tất cả mọi người trong lữ đoàn cận đều loạn lên. Lữ đoàn trưởng cận nói sẽ cho nổ đội chỉnh quấn. Ngô Thiên Lộc cũng nói đến đội chỉnh quấn gây sự. Tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện lớn đó. Anh đoán biết được rồi. Sao anh đoán được? Đám anh em đó là anh em sinh tử của anh. Cát Di, bây giờ em mau về đó đưa lá thư này cho lữ đoàn trưởng cận, nói với anh ấy là anh nói tuyệt đối không được vì chuyện cá nhân của anh mà ảnh hưởng đến đại cuộc, không được làm ra chuyện người thân buồn kẻ thù vui. Hiểu không? Em nhớ kỹ, nếu họ không chịu nghe, em nhất định phải tìm cách ngăn cản họ. Em đi đi. Anh biết không? Nếu như có thể, em thà mình chết thay anh. Em nói lung tung gì vậy? Nếu như em làm như vậy thật, dù anh chết anh cũng không tha thứ cho em. Được, em biết rồi. Lữ đoàn trưởng cận đâu? Cận đại gia. La sùm. Lữ đoàn trưởng đang điện cho sư đoàn trưởng. Các cậu qua đó kiếm chuyện gì nữa? Chúng tôi kiếm chuyện gì hả? Trung đoàn trưởng chính là bị đám khốn sở chỉnh quấn du quan. Nếu như gán tội khác thì còn đỡ, gán tội thông cộng chỉ có đường chết. Anh em ơi, kêu họ thả trung đoàn trưởng ra đi. Thả trung đoàn trưởng đi. Thả ra đi. Tôi nghe nói quân thống ai cũng thủ đoạn độc ác. Nếu còn không cứu trung đoàn trưởng e là chết chắc đó. Tôi cho anh hay, hôm nay chúng tôi đợi ở đây, kêu cận đại gia phải có lời giải thích với anh em chúng tôi. Anh em à, tôi hiểu được tâm trạng của các cậu. Nhưng mà lữ đoàn trưởng cận có ở đây không? Đội trưởng Cát, cô này đến đúng lúc lắm. Lão Ngô, đại đội trưởng Cát, lão cận đang nói điện thoại với sư đoàn trưởng. Bên cô tình hình thế nào rồi? Giờ sao đây? Kêu đàn bà ra nói chuyện có phải không? Cô này xấu nhất đó. Tất cả im lặng. Cô nói cô đi cứu Trương Khang mà. Cậu ấy đâu? Ngô Thiên Lộc. Lữ đoàn trưởng, cậu gây cái gì? Cậu gây thì Trương Khang được thả ra sao? Tất cả trở về hết đi. Toàn là gây rối. Các gì? Cô vào đây. Các anh em đều thấy rồi đó. Lão cận lo lắng hơn bất kỳ ai trong chúng ta. Các cậu thông cảm đi. Mau về đi, về đi. Hôm nay lão không đi đâu hết. Tôi phải xem các gì giải quyết thế nào. Buông ra. Được rồi, được rồi. Anh, lão Ngô, các cậu về đi. Đừng đụng vào tôi. Về hết đi, về hết đi. Về đi, đi về đi. Về hết đi. Lữ đoàn trưởng cận, cậu vào đây làm gì? Xem chỗ tôi là chỗ uống trà. Tôi không tin cô này. Lữ đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng Ngô nghe được cũng không sao.
Bây giờ Trương Khang thế nào? Bây giờ tình hình Trương Khang cũng ổn. Tôi có hỏi người trong nội bộ Sở Chỉnh Quấn rồi. Sở dĩ lần này Trương Khang bị bắt là nội bộ có người tố giác. Ý cô là trong đội chúng ta có nội gián sao? Người này nắm rất rõ tình hình của Trương Khang, cũng biết rõ mọi chuyện ở xung quanh, nhất là vụ ở La Điếm. La Điếm? Trong lần hành động ở La Điếm, cấu kết với Tân Thứ Quân. Vấn đề là Trương Khang còn tặng một xe đạn dược cho Tân Thứ Quân nữa. Rất ít người biết lần hành động ở La Điếm. Ngoài Trương Khang ra, cậu là người dẫn đầu. Sao họ biết chuyện tặng đạn dược kia? Đội trưởng Cát, đừng gọi tôi là đội trưởng Cát nữa. Tôi đã trình đơn từ chức với Sở Chỉnh Quấn rồi, chỉ đợi cấp trên ký duyệt thôi. Cô từ chức vào lúc này, vậy tên Lý Ba đó làm trời rồi. Anh yên tâm đi, tôi nhất định đợi cứu Trương Khang ra rồi mới đi. Cát Di, trước kia là tôi nhìn sai về cô. Tôi xin lỗi cô. Không sao. Cô ta xấu nhất. Chuyện của trung đoàn trưởng là cô ta tố giác, anh biết không? Uống trà. Anh, nè, uống trà đi. Tôi uống trà gì hả? Minh Quang, lão không nói vòng vo với cậu nữa. Chuyện ở La Điếm có phải là cậu tố giác không? Anh nói chuyện gì tôi không biết. Cậu không biết thật sao? Chuyện gì vậy? Tôi biết là cậu nói. Bình thường tên khốn này nhiều thủ đoạn lắm. Tôi không xem cậu ấy là gì, nhưng không ngờ cậu ta nhờ bán đứng bạn bè đổi tiền bạc. Mọi người biết tại sao trung đoàn trưởng bị bắt không? Chính là tên này đi tố giác. Minh Quang chó cắn, nhìn không ra. Anh giả bộ giỏi ghê. Anh không được vu oan cho tôi. Được, tôi nói oan cậu có phải không? Cậu tưởng cậu chối thì tôi không thể điều tra được sao? Dương Đắc Quý, có. Tất cả đại đội tập hợp. Tất cả đại đội tập hợp. Sao vậy? Mọi người biết quy tắc của Bào Ca. Bán đứng bạn bè, tự thừa nhận, chặt tay. Nếu như đợi thần linh làm chứng, moi tim. Hạ Âm Dương, có. Hồng Quân Lão Tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân, Hà Âm Dương, xin bái lại ở đây. Không có đồ cúng tế, chỉ có một lòng thành tâm. Hôm nay xin người kết thúc việc này. Trên trời dưới đất, thị phi trắng đen, chỉ ra sai lầm, phân minh rõ ràng. Ai là nội gián? Đi. Anh, tôi sai rồi. Anh, tôi sai rồi. Tôi sai rồi. Tôi quan quá. Minh Quang, tôi có nói quan cậu không? Anh là Lý Ba hắn ép tôi. Anh, cậu biết quy tắc Bào Ca. Minh Quang, đúng thật là anh. Đúng thật là anh. Đồ khốn, đồ khốn. Các anh em, tôi xin các anh em đi chết đi. Các anh em, tôi xin các anh mà. Anh
Chúng ta là anh em nhiều năm như vậy, anh tha cho tôi lần này có được không? Có được không? Tôi xin anh mà. Anh. Tôi xin anh đó. Anh. Anh. Dừng tay. Hoa Thượng, cậu làm gì? Anh em chúng ta cùng rời khỏi Tứ Xuyên đã 6-7 năm rồi. Chết hết bao nhiêu người rồi hả? Anh nhìn đây. Bây giờ còn lại mấy anh em năm xưa cùng chúng ta tới đây. Đúng là Minh Quang đã phạm lỗi. Nhưng mà dù anh ấy có sai, có chết cũng phải chết ngoài chiến trường, chứ không phải chết trong tay của anh em mình. Hoa Thượng, tôi sai, tôi nhận. Hôm nay tôi không làm gì để kết thúc. Sau này tôi không thể làm người. Minh Quang, Hòa Thượng nói rất đúng. Bỏ qua đi. Minh Quang, tôi hỏi cậu, cậu làm việc cho Lý Bà bao lâu rồi? 1 năm hơn rồi. Ngoài việc ở là điếm ra, cậu còn nói gì với hắn nữa? Anh ta kêu tôi theo dõi trung đoàn trưởng và đội trưởng Cát. Được, tôi cho cậu ghi nợ trước. Tôi cho cậu giữ lại tay. Cậu đợi đó. Đợi đánh trận xong rồi, chúng ta tính một thể. Tên khốn bội tính, anh đúng là đáng chết mà. Đáng chết, đúng đó, đáng chết. Đi, đi. Đồ khốn, chết không được yên thân. Bác sĩ Hà, vết thương tôi sắp lành rồi, có phải không? Vết thương của anh vẫn chưa lành hết đâu, cần phải dưỡng thương thêm mấy ngày. Không phải, tôi cảm thấy lành rồi, tôi về đội được rồi. Ở bộ đội anh nghe lời trưởng quan, tới đây thì anh phải nghe lời tôi. Tôi không sao thật mà. Để tôi. Alo, Thu Dung. Tôi cận đại ca đây. Lữ đoàn trưởng cận, Thu Dung. Cô nghe tôi nói, Trương Khang bị bắt rồi. Cái gì? Trương Khang bị bắt vì chuyện gì? Cô đừng lo, bên tôi đang tìm cách cứu cậu ấy ra. Tôi mong cô nhanh chóng liên lạc với cha của cô. Cha cô quen biết nhiều người ở Trùng Khánh. Nếu như ông ấy chịu giúp đỡ, nói không chừng sự việc còn có thể chuyển biến. Được, được, tôi lập tức gọi điện cho cha tôi. Lữ đoàn trưởng cận, phía Trương Khang có tình hình gì, anh nhất định phải nói tôi biết nha. Cô yên tâm đi, tôi sẽ theo dõi tình hình bên này. Cảm ơn anh. Lão Cận, mau đi theo tôi. Ngô Thiên Lộc đó, cậu ấy sao nữa? Lúc nãy Hạ Âm Dương về nói với tôi, cậu ấy đòi chôn sống Lý Ba. Thật là. Ngô Thiên Lộc, anh muốn làm gì? Cậu hỏi tôi muốn làm gì hả? Tôi kể chuyện cho cậu nghe đã. Mấy năm trước khi mà chúng tôi ở Tứ Xuyên, Cận đại gia là lão đại của bè phái chúng tôi. Có một lần anh ấy xuống núi làm việc, bị kẻ thù mai phục. Cậu có biết tại sao không? Là vì tên tạp chủng trong núi, vì chút tiền bạc bán thông tin cho đối phương biết. Hôm đó cũng giống như ngày hôm nay vậy, tôi cũng đào một cái hố. Tôi bắt tên ăn cháo đá bát đó ném xuống hố rồi chôn sống. Tôi kêu tất cả chiến sĩ, mỗi người đạp hai chân lên bùn đất chỗ đó. Cho tới giờ cũng không ai phát hiện tên tạp chủng chó cắn đó đi đâu rồi. Ngô Thiên Lộc, anh muốn chôn sống tôi sao? Anh có biết anh làm vậy cả Cận Cái Trùng cũng bị liên lụy không? Chuyện này không liên quan tới lữ đoàn trưởng Cận. Các vị, Ngô Thiên Lộc, tôi đâu đụng chạm gì tới anh. Tại sao anh đòi chôn sống tôi chứ? Con người của Ngô Thiên Lộc này, có ơn trả ơn, có thù trả thù. Cậu kêu Minh Quang gù tôi nói ra cũng đã đành.
tại sao còn gán tội cho trung đoàn trưởng? Tôi vốn nợ trung đoàn trưởng một mạng, bây giờ cậu làm tôi trở thành kẻ xấu hại chết trung đoàn trưởng. Cậu nói cậu có đụng chạm tôi không? Nói đi, nói đi. Ngô Thiên Lộc, chôn đi. Tiểu đoàn trưởng Ngô, tiểu đoàn trưởng Ngô, Ngô Thiên Lộc, tôi sai rồi. Chôn sống cho tôi. Các anh em, chôn sống hắn đi, chôn hắn đi. Các anh em, tôi xin mọi người, tiểu đoàn trưởng Ngô Thiên Lộc, tôi xin anh mà. Dừng tay. Cận kế trung, anh nhìn bộ hạ của anh đang làm gì đi. Ngô Thiên Lộc, cậu đang làm gì? Tôi làm rõ rồi. Tên này chính là người gán tội thông cộng cho trung đoàn trưởng. Mình tôi làm, mình tôi chịu. Đợi chôn sống cậu ta rồi, tôi sẽ đến sư bộ thỉnh tội. Kéo cậu ta lên đây. Ngô Thiên Lộc, anh nhớ đó, anh cũng như Trương Khang vậy. Trương Khang bị nghi ngờ thông cộng, anh cũng như vậy. Còn anh nữa, tôi mà thoát được tôi không tha cho các anh. Cậu còn dám cứng miệng nữa có phải không? Lão băm cậu như tử. Được rồi, thôi được rồi, đưa dao đi. Ngô Thiên Lộc, anh không được lấy dao. Băm chết cậu, thôi đủ rồi. Lữ đoàn trưởng không được thả cậu ta. Cậu ta làm mầm móng quà, để cậu ta sống không biết còn chết bao nhiêu anh em nữa. Lữ đoàn trưởng, tên khốn này đã hại trung đoàn trưởng Trương, thì sớm muộn cũng sẽ hại anh. Chỉ bằng giết chết hắn ngay bây giờ. Hấp tấp cái gì? Tôi vẫn chưa nói xong mà. Ngô Thiên Lộc, chắc cậu cũng biết, trong quân đội chỉnh quấn vô duyên vô cớ mất tích không chỉ một người phải không? Làm cũng phải làm cho gọn sạch, đừng để người khác nắm được đuôi cán rồi thì tìm cậu tính sổ. Bây giờ sắp đánh trận rồi, đúng lúc tìm một người tế cờ, phải làm cho vững lòng quân chứ, phải không? Phía sở chỉnh quấn cậu cũng không cần phải lo lắng, tôi sẽ có lời giải thích với họ. Các cậu tiếp tục đi, làm cho gọn gàng sạch sẽ. Lữ đoàn trưởng, tôi năn nỉ anh. Lữ đoàn trưởng, tôi xin anh, tha cho tôi đi mà. Lữ đoàn trưởng, tôi biết lỗi rồi mà. Tôi xin anh mà. Lữ đoàn trưởng, Lữ đoàn trưởng, Lữ đoàn trưởng, tôi biết lỗi rồi mà. Cậu biết lỗi gì hả? Tôi không nên hãm hại Trương Khang, tôi không nên hãm hại trung đoàn trưởng Khang, là lỗi của tôi, là tôi ghen ghét chuyện của Trương Khang và các gì. Tôi không nên hãm hại Trương Khang. Cuối cùng cậu nói tiếng người rồi đó. Tôi sẽ cho cậu chết không đau đớn. Chôn sống cậu ta. Lữ đoàn trưởng, cứu tôi với, cứu tôi với. Ngô Thiên Lộc, Ngô Thiên Lộc, đợi lát, đợi lát. Lữ đoàn trưởng, tôi thấy đội trưởng Lý này đúng thật là cũng có lòng hối cải. Hay là chúng ta tha cậu ấy lần này, quan sát biểu hiện về sau của cậu ấy. Xin lỗi các vị anh em, xin lỗi các vị, xin lỗi các vị. Tôi xin lỗi, Lý ba tôi sau này sẽ không dám nữa. Sau này tôi không dám nữa, đội trưởng Lý. Nếu như Lữ đoàn phó la lên tiếng rồi thì tha cho cậu một đường sống. Nhưng mà tôi cho cậu hay, cậu có thể lập tức về báo cáo kêu họ đến bắt người. Nhưng mà cậu cũng thấy đó, chỗ này mỗi một khẩu súng đều chĩa về cậu. Giết cậu như giết một con ruồi vậy. Lữ đoàn trưởng, nếu như tôi đi tố cáo nữa thì Lý ba tôi không phải là người. Lữ đoàn trưởng, anh tha cho hắn thật à? Tôi thực chất không xem cậu là người. Cút, cút, cút đi. Cậu vẫn chưa hiểu sao? Đội trưởng Lý này có mệnh hệ gì thì Trương Khang sẽ mất mạng. Nhưng cũng may, Lý bà nhất định sợ thứ dở mật nên đã ngậm miệng lại rồi. Vậy Trương Khang phải làm sao? Bây giờ sở chỉnh quấn xem vụ này là vụ quan trọng cần xử lý rồi. Hay là chúng ta cũng kêu Dương Bảo nghĩ cách giùm đi. Chuyện ở La Điếm cậu ấy cũng có tham gia. Cái gì? Được, tôi hiểu rồi. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Được, cảm ơn anh trưởng quan, tôi hiểu. Trung đoàn trưởng, có chuyện gì vậy? Đám người sở chỉnh quấn của quân bộ bắt Trương Khang rồi. Cái gì? Một trung đoàn trưởng trung tá bị họ tùy tiện bắt vậy sao? Đám người sở chỉnh quấn đó có ai mà không dám bắt chứ? Bắt với lý do gì? Lý do gì nói là thông cộng. Hết cách rồi, tôi phải đến quân bộ. Dương Bảo, Thu Dung, sao em đến đây? Em có việc gấp tìm anh.
Anh cũng có việc gấp, hôm khác chúng ta nói được không? Trương Khang bị sở chính quấn quân bộ bắt rồi. Sao em biết? Cả sư đoàn 125 đang nhốn nháo về vụ này. Anh định đi đâu? Anh đến quân bộ vì chuyện của Trương Khang đi. Em đi với anh, đi. Lữ đoàn trưởng Cẩn, Lữ đoàn trưởng Cẩn, anh phải có lời giải thích với tôi về việc của tôi. Việc gì? Dung túng thuộc hạ xúc phạm đội trưởng chỉnh quấn. Lý Ba, chuyện lúc nãy không phải đều giải quyết rồi sao? Đó là lúc nãy. Lúc nãy tôi ép dạ cầu toàn, bởi vì bên anh đông người. Tôi cho anh hay nhé, Lữ đoàn trưởng Cận, tôi phải khiếu nại, tôi phải khiếu nại, khiếu nại với quân thống. Đủ rồi. Đồ khốn kiếp, cậu có còn là đàn ông không vậy? Lúc nãy lão nên đích thân chôn sống cậu. Bây giờ kẻ địch đứng trước mắt, toàn dân kháng địch, con rùa như cậu không suy nghĩ xem làm sao đánh giặc, suốt ngày ở nhà cấu xé người mình, lòng dạ hẹp hòi, chỉ chút chuyện đó mà đòi khiếu nại. Cậu có còn là đàn ông hay không? Tôi cho cậu hay, Lý Ba, cậu suốt ngày ở sau lưng người ta giở trò. Đừng nói đội trưởng Cát không để mắt cậu, tất cả anh em trong lữ đoàn tôi ai ai cũng coi thường cậu. Cậu còn thua cả tóc dài. Nếu như cậu khiếu nại, được, lão đây chờ hầu. Dù sao Trương Khang cũng bị bắt rồi, bức quá lão không làm chức lữ đoàn trưởng này, vào đó bầu bạn với Trương Khang. Tôi không muốn nhìn thấy mặt của cậu nữa. Lý Ba, lão tặng cậu thêm câu này: chúng ta đều là người Trung Quốc, có giỏi thì đi đánh giặc đó. Em đã nói cho cha nghe chuyện của Trương Khang. Cha em đã đi hỏi thử, kêu em đừng hỏi chuyện này nữa. Nói là quân đoàn trưởng Tôn cũng không thể nhúng vào. Thu Dung, Trương Khang là bạn thân của chúng ta, càng là anh em tốt của anh, anh nhất định sẽ tìm cách cứu cậu ấy. Nhưng mà cha em nói sở chỉnh quấn quân đội thực tế là do quân thống quản lý, ngoài phía Trùng Khánh ra ai cũng không nể mặt hết. Hơn nữa tội họ gán cho Trương Khang là thông cộng, anh làm sao mà cứu? Thu Dung, em phải tin anh. Được, được, tôi biết rồi. Sao rồi? Không có kết quả, không ai dám đụng chạm sở chính quấn. Khốn kiếp. Lữ đoàn trưởng, Lữ đoàn trưởng, réo cái gì? Lữ đoàn trưởng, Dương Trường Sinh, Dương Trường Sinh về rồi. Ai? Cậu nói ai về hả? Dương Trường Sinh và râu quai nón. Dương Trường Sinh về rồi. Trường Sinh về rồi à? Nhanh lên, đi, ra xem sao. Khốn kiếp, Trường Sinh về rồi. Trường Sinh, tôi nhớ cậu quá, anh bạn. Lữ đoàn trưởng, Lữ đoàn trưởng, Dương Trường Sinh, Lữ đoàn trưởng, Lữ đoàn trưởng, Dương Trường Sinh. Dương Trường Sinh, Dương Trường Sinh xin trình diện anh. Cậu em, cậu biết về đây rồi sao? Cậu hại anh em khóc hết bao nhiêu nước mắt cậu biết không? Cậu hại vợ cậu đi tìm cậu khắp nơi cậu có biết không? Cậu tệ quá. Về rồi thì tốt, về rồi thì tốt. Râu quai nón đâu? Sao vậy Trường Sinh? Lữ đoàn trưởng, cậu làm gì vậy? Nhìn tôi nói đi, chuyện gì? Anh xử phạt tôi đi, anh xử phạt tôi đi. Tại sao tôi phải xử phạt cậu chứ? Tiểu đoàn trưởng Tiêu đã hy sinh,
Chúng tôi và tiểu đoàn trưởng Tiêu ở cùng với tổ hành động đặc biệt của chiến khu. Có lẽ là chúng tôi có liên lạc với Tân Tứ Quân. Tổ hành động bị giải tán. Không những vậy mà họ còn giết chúng tôi nữa. Khó khăn lắm chúng tôi mới thoát ra được. Tháng trước vì gửi một tình báo quan trọng cho Tham Mưu Dương, chúng tôi và các đồng chí của Tân Tứ Quân cùng đột nhập vào đội hiến binh Nhật, muốn dùng điện đài của bọn Nhật phát tình báo quan trọng cho Tham Mưu Dương. Tiểu đoàn trưởng Tiêu, anh ấy và các đồng chí Tân Tứ Quân đều tử trận hết rồi. Tiểu đoàn trưởng Tiêu, anh ấy vì yểm hộ tôi nên mới hy sinh. Lữ đoàn trưởng, tôi biết Dương Trường Sinh tôi không nên sống sót trở về đây. Tôi cũng không còn mặt mũi nào sống tiếp. Nhưng mà tôi nhớ mọi người, muốn cùng các anh em đánh giặc, muốn trả thù cho các chiến hữu đã hy sinh. Cho nên tôi đã trở về. Đứng lên, Lữ đoàn trưởng, tôi không có mặt mũi về đây. Anh em, cậu phải nhớ, không ai đáng chết cả. Được sống về đây thì tốt. Được sống trở về đây thì tốt rồi. Cậu em này là, quên giới thiệu với mọi người, cậu ấy là Minh Đạt. Minh Đạt, chào Lữ đoàn trưởng đi. Lữ đoàn trưởng, Minh Đạt là tân binh lần trước tiểu đoàn trưởng Tiêu bổ sung khi ở Tây Sung cho chúng tôi. Chỉ là trải qua nhiều năm mới về đây. Cậu rất giỏi, là lính cũ rồi. Rất tốt. Lữ đoàn trưởng, đại đội trưởng Trương Khang đâu? Trương Khang bị đội chỉnh quấn bắt đi rồi. Tại sao vậy? Kiện cậu ấy thông cộng. Lại là thông cộng. Trương Sinh, cậu về nghỉ ngơi trước đi. Dừng bước, hai vị trưởng quan. Sở trưởng cậu có ở đây không? Có, tránh đường. Nghiêm. Là trung đoàn trưởng Dương à, ngọn gió nào thổi cậu tới đây vậy? Bác sĩ Hạ cũng đến hả? Sở trưởng Chu, lần trước cô chữa lành bệnh cho tôi chưa kịp cảm ơn cô. Hai vị cùng tới đây có chuyện gì không? Tôi xin nói thẳng luôn sở trưởng Chu, lần này chúng tôi đến vì chuyện của Trương Khang. Trương Khang, uống trà trước nha, đừng khách sáo, nói việc chính đi. Cậu Dương à, nếu như là chuyện khác tôi còn giúp được, nhưng mà chuyện của Trương Khang, dù quân đoàn trưởng Tôn có đến đây tôi cũng làm theo việc công. Trong lòng cô cậu đang nghĩ gì tôi đều biết rất rõ. Nhưng mà tôi khuyên cô cậu, chuyện của Trương Khang tôi đã báo với Trùng Khánh rồi. Việc này e là không phải ai cũng có thể nhúng tay vào. Sở trưởng Chu, anh có biết gì về hành động giải cứu Tô Triệu Hiên không? Tôi cũng biết. Anh biết người phụ trách là ai không? Là ai? Tôi thật không hiểu. Toàn bộ hành động theo sự chỉ huy của tôi, mà không ai hỏi ý kiến của tôi, thì bắt Trương Khang rồi. Cậu cũng có mặt trong lần hành động ở La Điếm sao? Tất nhiên, chính tay tôi giao Tô Triệu Hiên cho Trương Khang. Nhờ Tân Thứ Quân giúp đỡ, tặng một xe đạn dược cho Tân Thứ Quân. Cậu cũng biết sao? Đó là tất nhiên, đây là mệnh lệnh của tôi. Cậu Dương à, lần này cậu rắc rối rồi. Có rắc rối gì? Toàn bộ hành động giải cứu đều là làm giùm quân thống các anh. Toàn bộ hành động đều ở khu địch chiếm. Tôi và Trương Khang chỉ dẫn theo có mấy người. Nếu như không tìm Tân Tứ Quân giúp đỡ,
Đừng nói là cứu người, e là cả tổ đều hy sinh ở đó hết. Tôi đã chiếu cố Trương Khang đặc biệt kêu cậu ấy để lại cho Tân Tướng Quân vũ khí chúng tôi lấy được. Dù sao cũng không đem về được, không ai nợ ai. Nếu như anh không tin, anh có thể điều tra. Cậu Dương nói như vậy, tặng một xe vũ khí cho Tân Tướng Quân là cậu ra lệnh à? Tất nhiên là tôi ra lệnh. Trung đoàn trưởng Dương, cậu không nên tặng vũ khí cho họ. Vậy theo ý của anh, tôi phải làm thế nào? Được, tôi biết chuyện này rồi. Trung đoàn trưởng Dương, bác sĩ Hà, có cậu về trước đi. Về à? Về đâu? Tôi nói anh biết nha, sở trưởng Chu. Hôm nay tôi đến thì không định rời khỏi đây. Vậy cậu muốn sao? Thả Trương Khang ra. Chuyện này không liên quan tới cậu ấy. Tôi không muốn người khác gánh tội giùm tôi. Thả Trương Khang ra? Không thể nào. Ngoài ra, trước khi điều tra rõ vụ này, tôi cũng không thể bắt giam cậu. Được. Tôi sẽ ngồi đây. Dương Bảo, tôi đã khách sáo với cậu lắm rồi. Cậu đừng rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Hôm nay tôi đến chỗ của anh chính là muốn uống rượu phạt của anh. Bây giờ anh có thả người hay là không? Cậu tưởng chỗ này là chỗ nào hả? Cậu nói thả là thả người sao? Nếu như cậu còn ngồi lì ở đây gây sự thì đừng trách tôi không khách sáo. Tôi coi anh không khách sáo như thế nào? Cậu đừng tưởng cậu họ Dương thì tôi không dám làm gì cậu. Bác sĩ Hà, cô là bạn của Trung đoàn trưởng Dương, cô khuyên cậu ấy đi. Sở trưởng Chu, tôi biết không ai dám đụng chạm tới anh. Tôi cũng như Trung đoàn trưởng Dương, anh không thả người, tôi cũng không về. Thu Dung, chuyện này không liên quan tới em. Anh ở lại đây thì có liên quan tới em. Dương Bảo, tôi cho cậu được toại nguyện. Người đâu? Giam cậu ấy lại cho tôi. Tôi thì sao? Đuổi cô này ra ngoài. Đứng lại. Cầm lấy. Ai dám bước tới một bước, bắn bể sọ người đó. Sở trưởng Chu, tôi có thể đi với anh, nhưng phiền anh đừng làm khó vị Hạ tiểu thư này. Thu Dung, đưa súng cho anh. Đi. Dương Bảo, Dương Bảo, dù sống hay chết, em cũng phải ở bên cạnh anh. Em yên tâm đi Thu Dung, họ không dám làm gì anh đâu. Đi nhanh lên. Bác sĩ Hạ, cô cũng về đi. Chỗ này không có gì của cô. Sở trưởng Chu, chúng tôi vốn không định làm khó anh, chỉ là muốn nhờ anh giúp đỡ. Nhưng mà bây giờ tôi cần phải nhắc nhở anh. Nhắc nhở tôi việc gì? Anh biết anh ấy là ai không? Làm nghề này của chúng tôi sao không biết ai là ai hả? Cậu ấy là nhị thiếu gia của Dương gia chứ gì. Anh có biết quan hệ của bác cậu ấy và chủ tịch là gì không? Anh không biết. Được, anh không biết thì đi hỏi người ta đi. Dương Bảo, có chuyện gì vậy? Trương Khang, tôi thật không hiểu nổi. Không có mệnh lệnh của tôi, làm sao cậu dám tặng đạn dược cho Tân Tướng Quân hả? Đây là chuyện của một mình tôi, không liên quan tới anh. Tôi lặp lại với cậu một lần nữa, tôi chỉ huy toàn bộ hành động này, cho nên tôi nói sao thì phải tin như vậy.
Cậu yên tâm, họ không dám làm gì tôi đâu. Anh bạn, anh đây là gây rắc rối cho bác anh. Tôi chính là muốn gây rắc rối cho bác ấy. Đây giống dĩ là chuyện của cá nhân tôi. Nói không chừng bây giờ cả hai chúng ta đừng hòng rời khỏi đây. Bức quá thì chết thôi. Đi. Dương Bảo, anh điên rồi. Cố xông vào không có được đâu. Trường Sinh, các cậu đi cứu Trương Khang phải không? Tôi biết các cậu không chịu ngồi yên vậy đâu. Chuyện này là do Minh Quang gây ra, cho nên không nên để các cậu mạo hiểm. Tôi đã hẹn với mấy chục người anh em rồi, tối mai đi cướp ngục. Đưa bản đồ cho tôi. Các cậu không cần phải đi. Tiểu đoàn trưởng, anh tuyệt đối không được manh động. Anh đi cứu Trương Khang táo bạo kiểu đó, không những không cứu được anh ấy, còn hại hết những anh em đó nữa. Bất quá thì tôi bị xử bắn thôi. Tôi không chết được thì về Tứ Xuyên tiếp tục làm thổ phỉ. Ai để lọt thông tin vậy? Nếu là đến bắt người thì chúng ta lập tức ra tay. Đi. Báo cáo Lữ đoàn trưởng, bộ đội tập hợp xong. Các anh em, cho dù các cậu động một ngón chân thôi cũng không giấu được cận kế trung này. Tôi có thể nói với các cậu, nếu như Trương Khang có thể trở về, tôi có thể đổi bằng tính mạng của mình. Lữ đoàn Phó La, đọc lá thư của Trương Khang cho mọi người nghe. Dạ. Các cậu hãy nghe Trương Khang nói sao. Chào Lữ đoàn trưởng, tôi biết lần này để mọi người lo lắng cho tôi. Phiền anh nói với các anh em, tôi rất khỏe. Tôi cây ngai không sợ chết đứng. Họ không dám làm gì tôi đâu. Lần trước, trong hành động giải cứu Tô Triệu Hiên, tôi đúng là đã tặng một xe đạn dược cho Tân Tứ Quân. Nhưng mà không có sự giúp đỡ của họ, chúng ta thực chất không thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng không thể sống sót trở về. Huống chi tôi tặng là đạn dược của doanh trại quân Nhật. Vào đi. Đội trưởng, họ tập hợp bộ đội vào lúc nửa đêm, có phải là sắp xảy ra chuyện gì không? Chắc không phải là định tạo phản chứ. Cứ mặc kệ họ, chuyện sẽ xảy ra không ai ngăn cấm được. Kệ họ đi. Đội trưởng à, anh sao vậy? Làm tốt việc của cậu đi. Đám người đó đều là thổ phỉ, cậu đừng để bữa nào mất mạng rồi cậu cũng không biết gì chuyện gì. Đi đi. Dạ, đội trưởng, anh nghỉ ngơi trước đi. Tất cả phải bình tĩnh, không được vì chuyện của tôi mà làm liên lụy mọi người. Tuyệt đối đừng làm ra việc người thân buồn kẻ thù vui. Trương Khang, các anh em, tôi và Lữ đoàn Phó La đến quân bộ nói về việc của Trương Khang rồi. Quân bộ đã trình việc này lên bộ trưởng quan chiến khu. Tôi tin sẽ có kết quả nhanh thôi. Đợi thêm đi. Tôi hiểu được tâm trạng bây giờ của anh em. Các anh em, đợi thêm đi. Đến rồi hả các gì? Mời ngồi, mời ngồi. Sao rồi, có tin gì của Trương Khang không? Cô mau nói tôi biết đi. Các gì, Trương Khang sắp chuyển dời rồi. Nhanh như vậy à?
Cấp trên đã quyết định rồi. Họ sợ Trương Khang ở đây sẽ gây ra vấn đề gì, quyết định lập tức chuyển anh ấy đến Trùng Khánh. Khi nào đi vậy? 8 giờ sáng mai xuất phát. Bạn học, cô và Trương Khang có quan hệ gì vậy? Sao cô lại quan tâm anh ấy dữ vậy? Hai người yêu nhau, có phải không? Không phải, không phải. Cô đừng có lo các gì. Mấy hôm nay từ sư đoàn đến quân đoàn, đến bộ trưởng quan chiến khu, tất cả mọi người đều xin tội giùm anh ấy. Cô yên tâm, cùng lắm là bị giam mấy ngày là thả ra thôi. Họ nhất định không tha cho anh ấy như vậy đâu. Anh ấy bị chuyển dời e là không biết đến khi nào nữa. Cô đừng lo, cô cũng làm hết sức mình rồi. Tuyệt đối đừng nghĩ quẩn. Cô đừng buồn nữa các gì. Thiến Thiến, cảm ơn cô. Tôi về trước đây. Được, cô đi thong thả nhé. Dương Bảo, Thu Dung. Thu Dung, cuối cùng anh đã ra rồi. Anh làm cho em lo lắng gần chết. Em đừng lo lắng cho anh vẫn ổn. Anh đã gặp Trương Khang, anh ấy sao rồi? Cậu ấy vẫn khỏe. Anh phải nghĩ cách cứu cậu ấy ra. Các Di, chuyện gì vậy? Lữ đoàn trưởng, chuyện gì? Tôi vừa nhận được một tin, sáng mai Trương Khang bị áp giải tới Trùng Khánh. Ngày mai à? Mấy giờ? 8 giờ sáng. Nhanh vậy sao? Nói như vậy là họ đang đề phòng chúng ta. Làm sao bây giờ? Cô đừng nôn nóng. Chúng tôi nhất định sẽ tìm cách cứu Trương Khang. Cảm ơn cô. Cô về trước đi. Lão Cận, tôi chuẩn bị đầy đủ cho anh rồi. Nắm rõ tình hình chưa? Tối hôm qua Dương Trường Sinh đi dò đường rồi. Nếu như tới Trùng Khánh, nhất định phải đi ngang qua dốc Tích Gia. Được. Lão Cận à, tôi thấy một lát nữa để tôi dẫn một tớp người đi. Nếu như có chuyện ngoài ý muốn thì không liên quan gì với anh. Lão La, ở trong thâm tâm tôi không xem Trương Khang là thuộc hạ của mình. Tôi luôn xem cậu ấy là anh em. Hơn nữa, sắp có chiến tranh rồi. Tôi không bảo vệ được cả bộ hạ của mình. Khi ra chiến trường rồi, ai chịu theo tôi liều mạng đây? Báo cáo, tiểu đoàn trưởng Ngô đã tới. Tôi nói, Cận đại gia, chuyện của Trương Khang bây giờ sao? Ngô Thiên Lộc, cậu đừng giỡn nữa. Bây giờ tôi trả lời cậu. 8 giờ sáng mai Trương Khang bị áp giải tới Trùng Khánh. Chúng ta ra tay trên đường đi. Người tham gia có cậu, Dương Trường Sinh, Dương Đắc Quý, Minh Đạt và tôi. Không phải, anh đích thân đi à? Sao, bộ lão không được đi à? Trương Khang được nha. Được nể mặt quá. Làm Cận đại gia chúng ta trở về nguyên hình. Lữ đoàn trưởng, tôi cũng muốn đi. Đông người quá, mục tiêu bắt mắt không nên đi. Quyết định vậy nha, tất cả về chuẩn bị đi. Dạ, dạ, dạ. Nhà giam Tiên Đường. Bây giờ định đưa tôi đi đâu đây? Đổi một chỗ khác. Chỗ đó được lắm. Không có gì nói sẽ nhanh chóng có lời nói thôi. Còn chưa nói hết hả? Thì sẽ trút hết lời trong lòng ra. Tôi nói gì với cậu đều nhớ hết rồi phải không? Dạ đã nhớ. Nếu như không thể đưa phạm án đến nơi an toàn. Đi đi. Trung đoàn trưởng Trương, tôi không tiễn nữa.
về. Lữ đoàn trưởng có bắn không? Đợi thêm một lát đi. Phải đợi tới khi nào đấy? Cậu ra tay vào bây giờ thì hiến binh trên xe sẽ giết người. Dù có tiêu diệt hết bọn họ, không cứu được Trương Khang thì cũng vô ích. Lữ đoàn trưởng, có thêm một chiếc xe đến nữa. Sao có quân chi viện nữa vậy? Có phải có người nói ra chuyện này không? Không thể nào, Lý Ba họ cũng bị khống chế rồi. Lữ đoàn trưởng, chúng ta cứ xông ra đi. Xem ra chiếc xe đó đúng là nhắm vào xe áp tải rồi. Hay là chúng ta tiêu diệt một lượt luôn đi. Mọi người xem, ai đến kìa. Nè, phụng lệnh bộ trưởng quan chiến khu phóng thích Trương Khang. Tham mưu Dương đang diễn trò gì vậy? Yên tâm đi, Tham mưu Dương có nhiều đường lắm. Diễn nhất định là kịch văn quá. Trưởng quan, anh đến rất đúng lúc. Nếu không chúng ta chạy xa rồi. Trạm tiếp theo cũng sẽ thông báo với anh. Mau thả người. Dạ. Xuống xe. Anh được phóng thích rồi. Chuyện này là sao vậy? Trương Khang, Dương Bảo, sao anh đến đây? Sao tôi không thể đến? Mở khóa. Mở khóa. Trưởng quan, tôi giao người cho anh. Chúng tôi về trước đây. Đi đi. Lên xe. Đi. Xuống đó xem sao. Sao anh làm được hay vậy? Lệnh của bộ trưởng quan chiến khu là thả cậu ra liền. Bộ trưởng quan chiến khu, cậu nói ai thì là ai đi. Tóm lại bây giờ cậu được vô tội phóng thích rồi. Vậy là hết chuyện. Hay cho anh Dương thiếu gia. Trung đoàn trưởng, chuyện gì vậy? Trung đoàn trưởng, không sao, người chúng ta. Đó, đó là Lữ đoàn trưởng. Cũng gan quá luôn rồi. Xem ra giả dạng thổ phỉ tới cướp cậu đây. Trung đoàn trưởng, Lão Ngô, anh đúng là gan quá. Đúng vậy, anh mặc như vậy tôi không nhận ra anh luôn đó. Lữ đoàn trưởng, sao anh cũng đến đây rồi? Về thì tốt rồi. Còn cười được nữa sao? Đúng là ai ai cũng gan tài trời, dám cướp cả xe tù. Các cậu có biết cướp xe tù tội gì không? Tưởng mình là Lương Sơn hảo hán hả? Đóng phim à? Lão Ngô, anh còn cười hả? Tôi đang nói anh đó. Lữ đoàn trưởng Cận cũng tham gia, sao anh không cản anh ấy? Tôi nói cậu biết trung đoàn trưởng, nếu hôm đó cậu không cản thì tôi đã bắn bể sọ tên đó thật đó. Anh còn, trung đoàn trưởng, tôi bói cho anh rồi. Anh là người phước lớn mạng lớn, tôi vừa nhìn là biết anh bình an vô sự.